Hello các tình yêu của tôi. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ren Nguyễn Lọ. Mình nghe nói là SCP-1057 nó đang ở dưới đáy sông đó mọi người. Giờ mình sẽ đi ra ngoài khơi tìm con chó đó thôi. Đi thôi nào mọi người ơi. Ở đây có cái cano này. Đây là cái xuồng chèo chứ có phải cái cano méo đâu. Thì cá chép nổi lên bờ trên mặt nước thế này, chắc nó đang ở dưới đó. Có thể là nó đã ăn hết cá ở dưới cái hồ nước này rồi. Thôi xong rồi Lâm ơi, có khi nào mình xuống xuống là mất xác không ta? Thôi mình cứ trèo đi lòng vòng trên cái mặt hồ này cái đã. Mình chỉnh qua chế độ sinh tồn. Đây game hấp dẫn hơn nha mọi người. Đó, mình đang lặn dưới nước. Đó lâu rồi ta. Cho mình không thấy nó gì. Cho mình đổi cái nón á. Hình như nó đang cắn con zombie dưới nước thì phải mọi người. Mình phải ngồi lên mặt nước hít khí oxy rồi lặn xuống nước, nước mới mới được. Nó lâu rồi ta mới thấy nó mà bây giờ là không thấy nữa. Thì mình bơi lại sát bờ mới được. Ui cái chân mình bị gì thế này, có con cắn cắn vào chân mình. Nào nó mọi người ơi, nó đang hơi tìm cho mình mọi người. Luôn là các thủ sát thủ có khác. Mọi người có nó, mọi người có thấy nó không màu không? Tại vì nó có khả năng tàng hình lắm mọi người. Hình như nó đang bị bắt kẹt mọi người ơi. Thề tới rồi mọi người ơi. Nó đang xoay mình để thoát khỏi vũng lầy này. Nhưng mà không được mọi người. Đó. Đó chính là SCP-1057. Nó bản của dân là chạy á mọi người. Thôi xong xin với cũ SCP-1057 luôn. Sinh tồn mấy con này cũng nhạt mọi người. Lên bờ rồi đợi nó mắc cạn thôi. Xét con cá mập và tàng hình này, nó để lại cho mình cái mẫu giấy màu xanh mọi người. Mình leo lên bờ trước rồi tiến sâu vậy. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again. Bye bye.